Chào các bạn nha, mình mới đi làm về và mình đang ở trước một cái hiệu thuốc. Đây là một trong những cái hệ thống siêu thị bán thuốc lớn nhất tại Nhật Bản, Drug Top. Theo chữ Nhật thì nó phiên âm thành Drug Top Pư Sự, nó hơi bị quái gở một chút. Tuy nhiên thì nó không quan trọng. Ở đây mình ra đây vì hôm nay thì như các bạn cũng đã biết cái tình trạng là ở Trung Quốc thì đang có dịch Corona đang hoành hành với tốc độ khá là nhanh. Và số người nhiễm bệnh thì ở Trung Quốc thì khá là nhiều và cũng đã có ghi nhận những ca tử vong. Thì ở Việt Nam và Nhật Bản thì cũng đã có ghi nhận những người bị nhiễm Corona đầu tiên. Thì như ở Việt Nam mình báo đăng thì các cái nhà mà kinh doanh về khẩu trang họ đã đầu cơ tích trữ và đã tăng giá khẩu trang lên rất là nhiều, 3-4 lần và không có là mua. Thì hôm nay cũng có một ông sếp mới đi công tác ở nước ngoài về, ở đi Việt Nam về, thì cũng về nơi mình thấy cũng bịt kín hết cả khẩu trang, rất là dày và rất là kín đáo, thì cũng rất khá là lo sợ. Thì ở đây cũng có, khu vực này cũng có rất là nhiều người Trung Quốc. Thì Tết âm lịch thì chắc là họ cũng về quê để ăn Tết. Thì mình hôm nay cũng đi ra đây để mua một vài khẩu trang để phòng, vì trời này cũng khá rét. Và người mỗi ông của ông làm công muốn đi về nên là cũng khá là lo. Thì để cho các bạn xem là cái khẩu trang ở Nhật thì giá nó như thế nào, và có đắt bằng ở Việt Nam sau khi mà tăng giá lên, tích trữ đầu cơ lên không nhá. Đây các bạn ơi, mình thực sự là hết sức bất ngờ khi vào đây ở Nhật nhá. Cái quầy khẩu trang này bình thường nó đầy kín hết luôn đấy, từ dưới lên trên. Nhưng mà hôm nay thì do cái dịch bệnh nên đã được mua sạch hết, chỉ còn 7 túi duy nhất còn lại ở cái cây này. Bình thường thì nó kín hết 4 hàng 5 hàng, nhưng mà hôm nay thì bên trên có 3 hàng, bên dưới có 3 hàng 6 hàng ấy. Đấy, nhưng mà hôm nay thì giờ vì có dịch bệnh nên là đã được bán sạch. Bên này nữa, bên này là của trẻ con, vậy bên này là quầy của trẻ con đã được bán hết này. Đấy, đây là bên này là quầy của người lớn thì cũng đã bán gần hết. Bình thường ở đây thì thấy nó rất nhiều lắm mà hầu như không thấy ai mua mấy. Còn hôm nay thì nó là bán gần như là sạch. Đấy, rất nhiều người vào mua khẩu trang nãy giờ. Mình thấy mấy người vào đầu này cũng có mấy cây. Mình đến sẽ quay cho các bạn mấy cây đầu này. Nó cũng được bán gần hết. Đây bạn, đây cũng là một cây khẩu trang nữa. Một cây để bán khẩu trang, khu vực này bán khẩu trang cho trẻ con. Đấy, có rất là nhiều, bình thường thì có rất là nhiều ngăn. Đấy, như các bạn có thể thấy là các cái ngăn bây giờ đã được bán gần hết. Bán gần hết. Đấy, trên này thì hầu như là hết. Các quầy đầu như hết. Khẩu trang đây thì nó cũng không đắt lắm so với tiền ở Nhật, nhưng tuy nhiên so với Việt Nam thì để mình xem. Ví dụ như cái này là 80.000, trong này có 7 cái thì nó là khoảng tầm hơn 10.000 một cái. Ví dụ như ở đây thì có 120.000, 30 cái thì nó gần 4.000 một cái. Đấy, ở cái này có 7 cái và 80.000, cũng là tương đương với cái trên này. Đây cũng là con 80.000 nhưng mà nó lại là 5 cái, khoảng 10 mấy nghìn một cái. Ở dưới này, cái dưới này thì của trẻ con cũng được mua gần hết vì rất là nhiều người lo lắng về cái tình trạng thì cũng như hiện nay. Đấy, có nhiều người đi qua cứ nhìn vào quầy khẩu trang này. Mình sẽ đến đầu này có một cây nữa để quay luôn cho các bạn coi. Đây bạn, đây là một cây khẩu trang nữa, hai bên hai cây này. Đấy, giờ cũng đã bán được gần hết. Đấy, và mình rất là bất ngờ khi mà vào đây xem cái tình trạng như thế này. Cũng là người Nhật thì người ta rất là lo lắng về những cái dịch bệnh. Nếu mà ở Nhật đó phát hiện ra tình trạng này thì chắc chắn là họ sẽ rất là lo lắng và sẽ mua để phòng bị. Hôm nay thì cái ông trong công ty đi công tác ở Việt Nam về cũng đến công ty mà bịt rất là kín, cổng cao tường, không thể là nào mà sơ ý được. Đấy, để quay cho các bạn xem tình trạng ở Nhật. Ở đây thì cái này cũng là 80.000 và 5 cái này. Đấy. Đấy, bình thường thì đấy rất là nhiều, bên giữa này có 2 tầng. Bên này cũng thế, nhưng mà được bán gần hết 1, 2, 3, 4 à, 5 cái sâu đã bán hết, thì còn là 3 cái, 1 cái còn 3 cọc.